lật lịch sử bạn farm nè, một ngày này mà làm như mình nhiệm vụ mình được 0.01 này, hoặc bạn farm là mình được lấy gai nè. Nào, chờ bạn trả lời với channel của mình nút bảo đây. Thì ở video này á, thì mình sẽ giới thiệu một con game có tên là San 2. Con game này thuộc thể loại là MMORPG. Con game này gọi là tiên hiệp các bạn. Thì tiên hiệp thì mình cũng đã giới thiệu nhiều cho bạn rồi, của dòng họ Cory đó, như là 9D NFT, một số game khác mình quên tên rồi tại vì mình ít chơi á. Đấy, thì thằng này cũng là một hệ sinh thái tumcrypto.io này. Thằng này nó sẽ có phát hành ra nhiều game như là game Thượng Hải, game Bắc Hoàng, game Đỡ Thú Cưng, ví UM. Bản dịch tiếng Anh thì nó sẽ là San 2 và Bay Hung Bad Island, vâng, khá là nhiều, nó có 4 sản phẩm này nè, 5 sản phẩm. Và cũng không biết có nhiều người chơi hay không, mình không biết. Nhưng mà thấy cũng ok, ổn, mình cũng đã đang test, đang chơi game. Mình sẽ cho bạn xem một đoạn trailer ngắn trước rồi mình sẽ đi vô sâu vô nha. Rồi bạn, thì mình sẽ đi sơ về cái thằng này trước, mình dịch tiếng Việt đi cho nó dễ hiểu. Đấy, thì trước tiên mình sẽ đi tới công ty nó. Chúng tôi nè, thằng này á, là mà thằng một công ty tập trung về công nghệ blockchain, chuyên cái mảng kinh doanh về game file, NFT, một số lĩnh vực khác. Đấy, thì cái cộng sự của các cái dự án này, cộng sự của thằng Crypto này á, thì cũng khá là nhiều. Mà mình thấy được cái thằng Finance Capital và thằng ST này mình hơi quen. Còn lại thì cũng chưa quen, thì một số quốc gia này chắc cũng là Ấn Độ, Brazil vân vân. Đấy, rồi mình sẽ đi tới cái phần mã thông báo. Thì thằng này nó làm cái hệ sinh thái bạn, nó sẽ dùng chung cái token hết. Thì nó sẽ có bộ 3 token, đó là thằng nè, DRN và UTN và UTM. Đây, nó có đây. Thì thằng DRN này bạn, nó chuẩn bị nha, chuẩn bị hiện tại đã list trên sàn Bybit rồi. Đó, thì chuẩn bị list lên sàn MET nữa vào ngày 19 tháng 12 2023 này, là 3 ngày nữa đó, nó sẽ list trên đó. Thì nếu bạn mắc có rồi thì giá này, biết mắt nè, giá là hiện tại 5.4 đô. Đấy, đây bạn, thằng DRN này á, thì mình đã nói rồi đó, list trên sàn biết mắt rồi, rồi sàn DEX Chay, và tiếp theo sẽ là sàn giao dịch MET. Đây, vào ngày 19 nè, UTC cộng 8 mà, UTC cộng 7 mà, là vào lúc 14 giờ cộng 7, cộng 7 là 24 là 23 đúng không? 23 đúng rồi. Và phải tầm 11 là 11 giờ tối giờ Việt Nam ngày 19 sẽ list. Hiện chắc sẽ có cái event gì đó mà. Hiện tại mình vừa xin được một cái gói event là 40 đô cho 8 bạn. Đấy, mình sẽ phát cho các bạn may mắn. Thì bạn chỉ cần comment phía dưới video này và tham gia vô cái nhóm AR Crypto của mình. Đấy, tham gia vào đây thì mình sẽ quay ngẫu nhiên những bạn nào đã comment và đã tham gia vô nhóm. Nhớ điều kiện là phải tham gia vô nhóm nha. Đấy, thì mình sẽ được nick chúng thì mình sẽ được 5 đô. Đấy, vậy đi. Mình xin rồi, biết nó cho hay không, nếu mà cho thì mình sẽ là event. Rồi, ok vậy đi nha. Và cái token này thì bạn có thể kiếm được trong game, xíu mình vô game mình cho bạn xem nha. Thì bạn farm với điều kiện bạn phải đạt level 200 bạn mới kiếm được nhiều được. Bạn dưới level 200 bạn kiếm nhắc thôi. Thì bạn đi farm họ nó sẽ tự gớt ra bạn lượm, nó giống như cái thằng 9D NFT nhưng mà không có nhiều như 9D NFT đâu. UTN này là mới đi sự kiện đi ải 3v3 để bạn nhận được nó. Phải đủ level 200 nha. UTM này nè. Thì hàng này đều có hết. Rồi. Đơn giản thôi, hàng này nó có một cái ví nha bạn, đặc trưng nó là có một cái ví của nó luôn, nó tự phát hành luôn, bạn có thể mua vật phẩm trên đó, bạn có thể giao dịch token trên đó luôn. Bạn muốn tải thì bạn tải nha. Rồi. Mình đi sơ thêm cái phần nữa là white paper đi. Cộng đồng thì bạn có thể nó có luôn rồi nha. Thì ở đây mình biết luôn không được. Nhảy sẽ đi tới phần white paper đi. White paper thì con này, con game này nó cũng giống như một số con game mình đã từng giới thiệu cho bạn rồi. Có PvP, PvE. PvE là đi ải nè bạn. PvP là BK với nhau để nhận thưởng á. Đấy. Thì tokenomics này, cái biểu đồ của nó nè. Là chơi game bạn đi BVE bạn sẽ kiếm được cái đồng DRN và NFT, sau đó bạn lên sàn set, sàn DEX bạn bán đó. Nên bạn ngồi đang đi BVB thì bạn sẽ kiếm được đồng UTN. Rồi vậy thôi, khá là đơn giản đúng không, kiếm được UTN thôi nha, chứ không kiếm được cái đồng thứ 3. Hiện tại con game bạn có 3 đồng token, chỉ kiếm được 2 đồng token thôi, một token kia là token quản trị hay sao á. Đấy, rồi tới trang 13 này bạn hãy đọc ở đây, bạn đọc cho bạn xem như hiểu nè, thì tiếng Việt cho bạn hiểu nha. Hay là khi người chơi đạt tới độ 200, bạn có thể kiếm DRN thông qua lối chơi BVE. Là bạn đủ level 200 á, bạn có thể kiếm được nhiều hơn
DRN bằng cách tiêu diệt quái. Mình chưa có đủ level 200, nhưng mà mình mới có level 165 thôi, nhưng mà mình đã kiếm được token rồi, chỉ ít thôi bạn, nó đủ để cho bạn vui thôi chứ chưa được kiếm được tiền nhiều. Bởi vậy mình phải đang gắng cày để mình đẩy lên level 200 rồi mình làm video tiếp theo cho bạn xem. Chắc mình làm video tiếp theo á thì mình chắc mình đăng lưu nhóm của mình, nhóm mình là Crypto đây. Đây. Cũng 2500 thành viên rồi và cũng đã có anh em, nhiều anh em chơi game khá là nhiều trong nhóm của mình. Mới mình cũng khá giới thiệu khá là có nhiều game đó. Điển hình ông em biết xem hiện tại anh em kiếm khá là nhiều tiền rồi. Đấy. Anh em vào nhóm để cập nhật những game mới nha. Rồi, thì mình không nói dài dòng nữa, thì những cái phần dưới đây thì bạn sẽ tự tìm hiểu nha, thì mình giới thiệu sơ qua con game thôi. Thì sẽ tập trung những cái phần trong game. Ok. Rồi, mình sẽ vô game nha. Để phía video đó, bạn chỉ clip vào link tải hoặc là bạn lên YouTube sang play bằng cổ tên là San 2, nó sẽ ra thôi. Đây, clip vào link dưới video đi cho nó tiện thẳng vô đây luôn. Rồi, khi tải xong nó sẽ phát. Thì đặc biệt hôm nay nó sẽ tải cái dữ liệu á bạn, nó tải hơi lâu. Các bạn thông cảm là nó sẽ load, nó mới đầu tải khoảng 700MB ngoài, 800MB đó. Vô trong nó sẽ giải nén thêm gần khoảng gần 1GB nữa, nó hơi lâu á, thì bạn thông cảm. Thì xong rồi nó sẽ vô rất là mượt. Rồi, vô. Thì mình đã chơi trước một ngày rồi, khoảng tầm 10 mấy tiếng thôi. Đây chơi server 5 nè, mình sẽ đăng nhập bằng Gmail. Này. Thì mình sẽ nói sơ những cách kiếm tiền nha. Như mình đã nói là mình đã tóm tắt ở cái đầu video rồi. Là bạn muốn kiếm nhiều thì bạn phải lên level 200 hoặc là bạn nạp tiền. Thì kiếm phi thì mình chưa có thống kê được số lượng tiền một ngày mình kiếm được bao nhiêu. Vì vậy bạn phải theo dõi cái nhóm crypto của mình để mình cập nhật lên đó. Thì mình sẽ treo thử mấy 24 giờ sẽ được bao nhiêu nếu mà treo phi. Còn nạp tiền thì mình sẽ chưa đâu, từ từ đi, mình sẽ trước khi nạp tiền thì mình phải chơi, mình phải kiểm tra cho kỹ mình mới nạp, chứ không thôi khả năng về bền nó khá là thấp. Đấy. Thì thằng DRN hiện tại nó list trên sàn Bitmax rồi đó bạn, là 5,4 đô cho anh em rồi đó. Thì trước tiên thì mình sẽ đi tới cái phần cái ví nè, rồi bắt đi đấy. Hiện tại nè, anh sẽ có 3 loại token của NFT. Thứ nhất là DRN, UTN và UTM. Hiện tại mình đã farm được là 0,01 DRN rồi, tức bằng là 0,05 đô hay gì đó. Rồi sau đó bạn nhấp cái phần S Wallet, bạn muốn chơi muốn rút về, nhấp chữ S and New Wallet. Rồi nhấp chữ gọi là nhấp dấu cộng nè. Rồi thì bạn sẽ chọn ví là ví UM hoặc là MetaMask hoặc là token pocket vân vân, có khá là nhiều ví, bạn chọn cái nào bạn chọn. Chọn ví xong rồi nhập số lượng, nhập số cái địa chỉ ví bằng vô. Đấy, nhấp dấu rút là xong. Còn phần output report này á, này là lịch sử bạn farm nè. Một ngày này mà làm như mình vô mình được 0.01 này, hoặc bạn farm là mình được lấy gai nè. Mình thấy nó farm khá là ít. Đúng không? Tại vì chắc mình chưa đủ level 200 nên nó ít. Khi nằm lên vào 200 mình sẽ test thử xem farm nhiều bao nhiêu nha. Còn đi ải PVP, PVE nó đi khá là nhiều ải. Đó. Đi boss này nữa. Rồi, vậy đi. Rồi. Thì mình hiện tại mình đang trên nè bạn. Mình cắn cái viên nhân 150% kinh nghiệm để mình vô bên mình farm, nhấp chữ auto nó sẽ tự đánh. Trong thời gian này thì mình sẽ làm nhiệm vụ không? Mình sẽ hiểu sơ đi. Nhiệm vụ thì nó sẽ nằm bên trái đây. Mình click vào làm nhiệm vụ. Làm tới một nhiệm vụ đó đó thì bạn nó phải cần bạn lên level 150, 160, 165 thì nó cho bạn làm nữa. Bởi vậy bạn phải đi farm để chúng ta kiếm nhiều kinh nghiệm. Thì trong đây con game này sẽ có trò câu cá. Câu cá là để giúp chúng ta kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn để mau lên level hơn. Cái túi nè. Túi sẽ có nhiều đây. Mình trang bị vô. Farm nó gớt các bạn. Đây, có cần câu nè, có đồ khá là nhiều. Đây bạn farm hoặc đi boss các bạn nó cũng có thể có phần trăm gớt ra NFT. Bạn có thể bán. Đấy, đây là cái kho. Rồi, cái phần đặc biệt ở đây là cái phần 3v3. Mình nghĩ đây là chơi với người hoặc là đấu với bot. Này mình cũng chưa biết. Là bạn này, nó phải gớt cái đồng token nè. Gớt cái đồng token chắc gớt nhiều đó. Và gớt đồng DRN và gớt cái đồng UTN. Và gớt trang bị, gớt vật phẩm đây. Rất là nhiều đây. Thì mình sẽ đi thử từ từ đi. Mình sẽ vô đây. Tại level mình khá là thấp, cho nên mình không có chơi lại cái này được. Mình phải farm lên level 200, 200 mấy mình mới chơi lại cái này được. Thì nó sẽ có từng mốc thời gian như là 8 giờ nè. Đấy, 12 giờ nè, nhớ là cộng 7 cộng 8 nha. Tôi sẽ cộng, nhớ là cộng 7 nhưng ở đây nó ghi cộng 8 mà nhìn theo đi. Là đấu nhau. Đấy, mạnh mới kiếm được tiền. Nhưng PvE vẫn có thể kiếm được tiền nhưng ít thôi các bạn. Đây, đồ đây bật trên giống như một số game khác là bạn tổ đội thì sẽ tăng kinh nghiệm lên thêm 20% nữa, bạn farm nó sẽ mau lên cấp hơn.
Đấy. Còn đây, đây là cái BVN nè, bạn có thể kiếm được token trong đây nữa nè. Từ từ đi, cái này cũng khá là nhiều á. Cũng khá là nhiều cách kiếm tiền đó. Nhưng mà ít hay nhiều thì mình cũng chưa có chắc chắn là có kiếm hay nhiều. Đấy. Là bạn phải vô bạn tìm hiểu, bạn mày mò để mình xem thử coi. Thì mình thì cũng không có thời gian nhiều để mình tập trung cho một con game, thì mình chỉ giới thiệu vậy thôi, còn anh em nào mà hứng thú quá đó thì anh em vô chúng ta chơi vậy thôi mới được thêm token này phải đúng không? Rồi đơn giản vậy thôi. Nhớ nha, mình mới xin được cái gói event cho anh em đó là được 40 đô đó, anh em nào vô thử, khi nào mình có event mình sẽ đăng lên nhóm, chúng ta chỉ cần hoàn nhiệm vụ là xong, đơn giản thôi. Đăng ký kênh, comment và tham gia nhóm chúng ta sẽ nhận được thưởng thôi. Ngẫu nhiên nha, ngẫu nhiên 8 bạn, ví dụ 100 người thì sẽ có 8 người trúng thôi, 10 người vẫn có 8 người trúng, số 8 người thì 8 người trúng, càng ít người chơi thì sẽ tỷ lệ trúng bạn khá là cao. Đấy. Cảm ơn bạn đã xem nha, bye bye.